Rồi, hello anh em, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ fp46.com và có rất nhiều anh em yêu cầu mình nói câu yêu cầu này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà thật sự là như vậy. Có nhiều bạn EPM trên fanpage của mình nhớ này nhớ kia, nhưng mà trong thời gian vừa rồi có rất nhiều bạn nhờ mình là mở một cái group trên group Facebook á. Thì ok, thì hôm nay mình làm một cái group Facebook riêng cho anh em luôn. Cái này thì mình suy nghĩ khá là nhiều bởi vì mình cần định hướng các thứ đồn, nhưng mà mình cảm thấy hiện tại là có vẻ là ổn, cho nên là mình đã tạo cái group. Bên này có thể thấy group tên là Photo Now khá là hay đúng không? Và ở trong cái group này thì các bạn có thể chia sẻ cái hình của các bạn, những cái hướng dẫn của các bạn, những cái chia sẻ về cái cách chụp, cách chỉnh, cách bla bla bla, hoặc là những cái gì các bạn cảm thấy vui thích thì các bạn có thể share lên cho anh em. Thì tất nhiên định kỳ thì mình sẽ có những cái event, những cái giveaway, những cái game để cho vui vui cho anh em tham gia cho vui. Tại vì tất nhiên là mình sẽ không theo cái hướng gì nó gọi là đấu hay là cái gì cả, tại vì mình thích về cộng đồng nhiều hơn. Thì làm cái game gì đó cho tất cả anh em cùng chơi được thì cái đó mới vui. Đó, thì cái đó là một chuyện về cái group ha. Thì cái thứ hai nữa là mình có nhiều cái offer, cái yêu cầu của các bạn về vấn đề là làm sao làm cái mẫu cho các bạn coi về những cái preset mình đang kinh doanh trên fanpage. Nếu như các bạn nào chưa biết thì ở trên fanpage của mình đã có kinh doanh 3 bộ preset chính: bộ Pro preset, bộ Film preset và bộ Premium preset. Thì thực tế đối với thời gian của mình thì mình không thể nào dành nhiều thời gian để làm mẫu cho các bạn được ở trên cái hình của các bạn. Cho nên là cho dễ nhất thì hiện tại sẵn ở trên group của mình á, thì mình có chia sẻ những cái preset mẫu cho đó. Thì mình chia sẻ với các bạn 8 cái preset trong số 150 preset của 3 bộ, tổng thể cái 3 bộ màu. Thì mình có chia sẻ miễn phí ở trên group của mình, group Photo Now, các bạn có thể click vô coi. Thì có thể tải trên đó luôn đó. Thì đồng thời cũng thể vô đó tham gia cùng với anh em cho vui. Thì đó là toàn bộ về cái thông báo của mình ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái channel của mình. Và những ngày vừa qua thì cái lượng subscribe nó tăng rất là nhiều, bởi vì mình biết là một vài video trước mình có nhờ anh em subscribe cho mình. Thì video này cũng vậy thôi. Mình hy vọng là các bạn sẽ subscribe, nhấn nút đăng ký cho video của mình, để mà sắp tới là 100.000. Đối với mình thì điều đó nó khá là ý nghĩa. Ok, cảm ơn các bạn đã trong suốt 5 năm vừa rồi đã hỗ trợ mình, đã theo dõi mình và đã ủng hộ mình hết sức. Mình cảm ơn điều đấy và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Mình là Phúc từ happyfrosoft.com.